nó có không? Không. Con sát đây, con sát vào cổ lấy cái đám này. Ừ, chị xuống đó mấy bạn sẽ lấy chị đưa cho chị xem nha. Mấy cái đó em đang bận đó. Rồi mấy bạn sẽ hướng dẫn ra cho hai mẹ con ha. Dạ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Ừ, tháng tầm tuần lễ vậy. Tầm tuần á chị. Sao này cố gắng một chút nha.
Ăn chút đi, ăn chút. Cứng lắm nha con, không còn cứng không còn chịu thôi chứ, cố gắng lên.